Chào, khỏe không? Ở đâu vậy? Thiên Bích Thận ở Đồng Tháp, giờ nãy bệnh mấy giờ không lo ngủ mà lo lên đây con? Rồi rồi hồi dễ đây rồi đi ngủ nha, 2 giờ khuya rồi ráng đi ngủ đi. Rồi ok, dễ thường hóa. Rồi hồi dễ rồi đó. Đó. Nhưng mà dễ dễ phải đọc kinh phải ngồi thiền nha, chứ không phải dễ không mà cứ được về trời đâu. Dễ để mà khi có chiến tranh á mình sống còn, đói rách á mình không có chết đói giống như năm 1945. Rồi chờ Đức Quỳnh Phú Sổ xuất hiện cứu chúng ta. Chứ phụ cũng phải ngồi đây chờ Đức Quỳnh Phú Sổ mà. Chứ phụ đâu có tài ba gì đâu. Một người đâu có làm nên chuyện. Lô cầm. Ơi đâu nhẹ nè. Trời ơi. Chán con dồ quá gì con? Ô chán con bự quá, rồi dễ luôn rồi. Rồi dễ luôn hai nhóc luôn. Rồi đưa cái lên mặt nó vô. Có thằng này, thằng này cho nó ăn cái gì mà mặt dữ vậy ta. Ăn chocolate nhiều quá hả con? Rồi dễ rồi. Cậu nhỏ này đúng là cô tiên xuống trần để mà cứu chúng sanh nè. Nhỏ này tiếng nghe con phải đối xử nó tốt quá nghe. Dạ, nhưng mà thôi không có nghe lời con nhiều đâu. Đúng, mấy đứa nó thông minh, nó trên trời nó xuống á. Cái trí tuệ của nó khác hơn người thế gian. Thì nó hơi cứng đầu vậy đó, nhưng mà sau này nó giúp được nước Việt á. Dạ, ôi chị chỗ theo lại Phật ngày nào đi ngủ á. Lại cha lại mẹ nó sẽ phụ hai đứa con của con luôn á. Ờ, nè, mặt nó này nè, cái gì thấy thấy con của Ngọc Bích xuống để mà tiếp tục truyền thừa họ Thiên để mà là dạ. Thống nhất cái đạo Thiên toàn thế giới mà mấy dạ, đứa này á. Dạ, thi du ánh nà đó, trời cười cũng chinh, dễ cưng quá à. Cảm ơn sư phụ đưa con, cảm ơn sư phụ, dạ, cảm ơn sư phụ con. Rồi. Rồi, rồi, ok rồi, con đi ngủ ớ, giữ gìn sức khỏe nha. Ok, rồi. Hello. Con ở đâu vậy? Tampa, Florida. Rồi. Đang lái xe cẩn thận, nhìn đường lộ, đừng nhìn cái điện thoại nha con lủi là mệt lắm. Dạ. Ừ, rồi, dễ rồi. Đang đi lo lái xe đi, ok, rồi tạm biệt nha, rồi dễ rồi đó. Rồi, ok. Đội lái xe mà. Hello. Alo, dạ, xin chào sư phụ. Rồi sao? Sư phụ rồi, dễ đi chán cho con. Ok rồi, dễ rồi, con là dễ chán không à, không có ai hỏi về chiến tranh hết trơn người ta. Rồi, dễ xong rồi. Bây con bé con đang ngủ, sư phụ dễ đi. Rồi, dễ luôn, rồi, xong. Nên nhớ quý vị, nên nhớ ra kịp với đại diện cho cha mẹ thôi nha. Ở trên trời là chúng ta là bạn với nhau. Chỉ trên trời tuổi gì còn nhỏ lắm. Thì chị chỉ chân tuân lệnh của cha mẹ xuống đây thời mạt pháp, tái sanh mang sắc phàm để mà làm những chuyện cho bề trên.
Về trời là chúng ta chơi với nhau bắn đạn cu li với nhảy cò cò với nhau trên trời á nghe. Còn dưới thế gian là quý vị nên tu rồi mới về trời gặp được kỳ, còn nếu không khó gặp á, chứ không phải dễ là được về trời đâu. Phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày và không có được nôn nóng. Khi mà kinh tế đang khủng hoảng thế giới là thấy không, thì chuyện nói trúng tiền thành tiền giấy, quý vị nhìn thấy á, là những gì Kiệt nói trong mấy tháng trước hôm nay nó hiện rõ lên hết. Quý vị coi lại những cái clip cách đây chừng 5-6 tháng đi, Kiệt nói tiền thành tiền giấy, thì hôm nay tất cả những nhà cửa kinh tế và trong những nhà băng của Việt Nam đó, quý vị thấy có quá rẻ không?